Xin chào tất cả các bạn, những người mà đang quan tâm đến cây gỗ sưa, sưa đỏ. Thì đây là tôi sẽ quay thực tế cho quý vị các bạn. Là tổng là có 9 cây, 9 cây. Tức là bây giờ tôi cứ thanh lý. Đấy. Còn có 9 cây này thôi thì bạn nào mua tất thì tôi sẽ tặng một cây, tức là mua 9, 9 tặng 1. Đấy. Kích thước của cái cây này tôi cứ lấy cái cây này đi, 2 4 6 gần 70, tức là mình cứ chia trung bình ra những cây nhỏ 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 này thì nó rơi khoảng là 45 này, cây kia thì khoảng 1 mét, ở đây còn 9 cây. Để bác nào quan tâm thì mua 9 tôi tặng một cây. Đây thực tế các bác nhé, cây đã vào bầu rất cẩn thận rồi, dâm ủ này. Đấy, rất yên tâm về các bác này, việc trồng thôi đấy. Thì đây nó có cây nọ cây kia rồi, thanh lý hết chỗ này. Số điện thoại thì tôi để ở bên trên, thì bác nào quan tâm thì gọi điện luôn nhé. Để tôi dọn vườn, tôi làm, tôi vào cây giống khác. Còn từng này thôi. Xin cảm ơn.